chào mọi người nha. Hôm nay mình chia sẻ với các anh em cách xử lý cây mai nở sớm và nở trễ sau khi lặt lá nha các bạn nha. Các bạn lưu ý kỹ nha, sau lặt lá nha, chứ không phải là trước lặt lá nha. Trước lặt lá thì mình đã chia sẻ với anh em rồi. Ha, là một tháng cuối cùng trước Tết tháng 12, 6 tháng 12 như đó là các bạn cái phần trồi thuốc nếu cây mai phát triển bình thường thì cứ theo cách đó của mình làm là ok, bảo đảm. Còn những cái mai mà sau khi các bạn mà lặt lá rồi á, lặt lá rồi nha, mà các bạn thấy có hiện tượng nó nở trễ, đặc biệt như 21, 22 mình á, mà nở trễ thì nó đây là cái cách mình hay xử lý nè các bạn nha. Cách xử lý này mà cũng hiếm ai chia sẻ lắm. Cách xử lý này thì đa số là các nhà vườn đều biết hết á, những anh em chơi mai mà lâu đều biết cách này hết trơn á, nhưng mà mình chưa thấy ai chia sẻ cho các bạn đâu. Đây nè, thế nhiều mấy cái nụ này các bạn, là nụ này để coi có cái cây nào, cây bên đây đi, coi cây bên đây dễ hơn. Cái này các bạn coi nụ thôi ha, cái này thì nó vừa dữ lắm nha các bạn nha. Cây này là khoảng 17 mình lặt, 16, 17 mình nó lặt nha, tại trong mình nóng nha, khá nóng, cây này đều lắm. Cây này nó như cây này nè các bạn, cây này lặt là 19, 20 mới lặt cây này luôn nè. Cây này thì cây bữa bị sốc nước các bạn, rụng lá gần hết, nó cũng nở ít nè, nè nở lây rai nè các bạn. Đó, như những cây mà giờ nó nở lây rai nè, thấy không? Loại này chỉ bông bự thôi các bạn, nhưng mà nó có 5 cánh không đẹp, cây này nè 5 cánh thì không đẹp, nhưng bông thì bự lắm nha, bự chà bá luôn á, bự lắm nha. Đây, như cái cây này để tôi coi các bạn ha, những cây mà nở trễ như các bạn lặt lá rồi ha, mà cái coi cái nút cỡ nào ha, để coi như các bạn thấy mà lặt lá rồi mà cái nút cỡ này nè các bạn, như nó nhỏ vậy mà các bạn khoảng 21, 22 á, mà các bạn nó thấy nó cỡ này nè, 20, 21 đi chính xác hơn, nó cỡ này là cái khả năng mà nó bung vỏ trấu là chậm nha các bạn nha. Thì cái cách xử lý như vậy nè các bạn, các bạn đem để ngoài nắng bình thường nha, cái loại này để ngoài nắng nha, là những cây nở trễ để ngoài nắng nha các bạn nha, để ngoài nắng nở trễ nha, để ngoài nắng và tưới nước, tưới ướt đẫm luôn nha các bạn, tưới lên bông luôn, tưới lên bông luôn nha, là tưới buổi xa buổi trưa nha, tưới lên bông xong với kết hợp với thêm một cái nữa là các bạn tưới cho nó cái phân ure, các bạn biết phân ure không ha, phân ure là đạm không á, đạm đơn phân hóa học á, cái đó các bạn ra vựa thuốc rầy cho diêm á, các bạn hỏi cái đó phân ure là phân nào người ta bán cho, cái đó pha loãng nha, không pha nhiều nha các bạn nha, thí dụ như 8 lít nước thì các bạn pha khoảng một muỗng cà phê thôi, không tới muỗng cà phê cái phân đó nha các bạn nha, để mình xử lý nó nha. Cái là các bạn chờ trưa nắng á, trưa nắng sáng trưa chiều tối gì cũng được, ngày cái đó mình vô á tưới cũng mấy cử ngày lần, thì cứ khoảng 9-10 giờ nắng lên chút xíu các bạn tưới một cử, 11-12 trưa cái tưới một cử, và buổi chiều 3-4 giờ tưới một cử ha. À, còn tưới nước không, bình thường là tưới ướt cây, ướt luôn bông trên cái nụ luôn các bạn nghe, buổi trưa nha. Rồi cái phần đó thì phần ure á, là đạm không á, là các bạn pha loãng ra như vậy đó, các bạn phun ướt luôn đều trên bông, không cần tưới gốc đâu nha. Nếu mà tưới gốc luôn được thì càng tốt, nhưng mà nhiều quá thì nó cũng không tốt, nó dễ gây hại cho cây lắm, nên các bạn cứ tưới lên cho nó ngày 3 cử như vậy. Tưới nước kia là bình thường nha, còn tưới phân ure là cũng một ngày 3 cử nha. Các bạn tưới như vậy cho nó loãng nha, nhớ cực kỳ loãng, không nhiều nha, cứ 8 lít nước là không tới một muỗng cà phê cái ure đó nha các bạn, khoảng nửa muỗng thôi. Đừng tưới nhiều quá, sợ phòng hờ các bạn tưới không ra, không có kinh nghiệm làm nó, các bạn tưới nó nhiều quá là nó rụng nha các bạn. Cái đặc biệt thằng đó, nếu các bạn cái rụng này nè, các bạn tưới nhiều quá nó rụng nụ và nó cháy luôn nha. Ure mà pha đậm quá nha, cái đạm á pha đậm quá là rụng nụ và cháy chứ không nở nha, cho nên các bạn chỉ pha loãng thôi nha, để tưới lên ngày 3 cử, tưới tới chừng nào mà các bạn thấy khoảng nó bung chuyển xanh búp á, cảm thấy nó vừa, cảm thấy nó nở vừa là các bạn ấy nha. Như cỡ này là khoảng 25, 26, 27 á, cỡ này là còn khoảng 4 ngày nữa nở rồi. Cỡ này nè, thì các bạn canh nó ra lột chân ra cỡ nào là vừa thì các bạn canh, tại mình cũng không có coi được, còn không coi chính xác ngày đó cây của mình. Nếu mình kiểm soát cây của mình thì nó tiện hơn là cái cây mà của các bạn thì mình không kiểm soát được. Mình chia sẻ các bạn được cái cách xử lý vậy thôi. Mà cái tốt nhất á, là bây giờ nếu có mưa, nhà bạn nào có nước mưa á, có nước mưa là xử lý cái này là hay nhất ha. Nước mưa là nó tốt hơn, cái nó không bị sốc nha các bạn, đặc biệt nước mưa nó không bị sốc, các bạn tưới gốc luôn, tưới gốc và tưới bông luôn. Nước mưa á, tưới gốc và nước bông luôn là nó sẽ khả năng nó nở kịp tới là rất là mau nha. Đối với những cái ngó nó nhỏ nhỏ thôi, những cái ngó mà nó cái nút á mà nó chậm chậm vừa á, như cỡ này đi, khoảng 20-21 mà nó cỡ này không đi, thì các bạn cứ xử lý, thì của đó xử lý tới dừng nào mà thường thường trung bình mình xử lý nó khoảng 3-4 ngày là mình thấy nó bung rồi các bạn. Chứ các bạn không nên xài là nó cũng mau lắm nha, nhưng các bạn không nên xài 6-30-30 hay mấy cái phân nào nha, tại vì 6-30-30 mà các bạn xịt nhiều quá, xịt thường kiểu đó
nó bị trái nụ nha các bạn, trái nụ không nở nha. Thứ nhất trái nụ không nở, cái thứ hai cây nó bị kích thích nhiều quá hay sao á, cái đó mình cũng không rõ lắm, nhưng mà nó suy cây luôn đó. 6-30-30 á, mấy cái loại chuyên môn đó đó, để mà xịt kích thích cho nó ra nở bông á, là mấy cái ngày rụng lá rồi là không nên xịt nữa, lạc lá rồi không xịt nữa, mà chúng nó chỉ xịt một lũ rê, hai là nước mưa, cái nước mưa là tốt nhất. Nếu các bạn có nước mưa tốt nhất, còn không có nước mưa thì các bạn xài ure pha loãng thôi. Nhớ ngàn bình 8 lít thì khoảng nửa muỗng cà phê, thì đừng nhiều quá nha, nhiều quá là lụm nha. Đó anh em trước nha, cái đó là một. Cái thứ hai nữa, chia sẻ với anh em cách là nó, nếu mà nó nở sớm, cái khắc phục mà bông nó nở sớm nha, nó nở sớm như vậy đi. Các bạn thấy này, khoảng cái này chỉ một vài ngày thôi các bạn. Những cách mình chia sẻ nó chỉ sớm được khoảng 3-4 ngày, và cách mình chia sẻ nó trễ bông được khoảng 3-4 ngày chứ không hơn nha các bạn nha. Chỉ một phần nào thôi nha, chứ không tuyệt đối được 100% đâu nha. Nó không có được kéo dài được tuần lễ 10 bữa đâu nha, nó chỉ 3-4 ngày thôi nha. Thí dụ nó có thể nở sớm hơn 3-4 ngày là cái xử lý nở sớm, cái nở trễ này cũng hơi có thể trễ hơn được 3-4 ngày. Nói chung là anh em có bông chơi như khoảng 25 đi. 25, 26, 24, 23 gì cũng được. Các bạn tùy theo cái búp này nha. Cái búp đầu tiên này các bạn ha, một cái bông nó sẽ ra 4 búp. Một cái nút á nó ra 4 cái bông vậy nè. Có cái tùy theo loại mai nha, có giống mai ra một cái bông, cái này nó ra tới 6-7 cái, 8-9 cái lần. Các bạn coi cái bông bự nhất này nhớ nha. Đây. Cái bông bự nhất này. Nè. Cái búp bự nhất này nếu mà khoảng như mà 24 mình. 24 mình đi, còn khoảng 6 ngày nữa tới Tết. 24-25 mình á, mà cái búp nó ra như vậy nè, bông lớn nhất nó ra bị lớn vậy. Ha. Là cái khả năng nó nở sớm cực kỳ nha, tại vì cây này vốn nó bị nở sớm, mỡ nó rụng lá bữa mới sốc nước các bạn. Thì còn được nhiều, các bạn coi bông nó còn nhiều lắm nha. Nó nở buộc là phải có nở sớm, nó sốc rụng lá, cái rụng lá là phải có nở sớm là chuyện nguyên quy luật rồi các bạn, không thể nào mà kìm được cái này hết trơn. Chỉ kìm được phần nào nhỏ thôi. Cái này cây bị gì vậy? Không phải bị sao. Các bạn coi mà nếu mà nó cỡ này 24-25. 24-25 cỡ này thì nó chỉ sớm khoảng nếu 24 là khoảng 6 ngày nữa tới Tết. Thì cái này nó sớm khoảng 2 ngày thôi các bạn. Không nhiều, sớm khoảng 2 ngày. Thì mấy cái này là bạn kìm được hết ha. Còn mà nếu mà 24-25 mà nó có bông cái búp nó cỡ này thì nó quá vừa rồi. Ha. Thường thường các bạn coi tới 24-25 mà bông nó ra mà bự bự gì không á. Cái bông nhỏ dưới chân dưới nó bự bự gì không á là cái đó thế nào cũng nở sớm nha. Ha, 24-25 là cái búp nó nhỏ nhỏ như cỡ này là vừa nè các bạn. Nó nhỏ như vậy không là vừa nè, là ngay ngay Tết luôn á. 24-25 mình á là khoảng còn 5-6 ngày tới Tết á. Còn lớn cỡ này là hơi sớm rồi nha, sớm khoảng 2 ngày rồi. 2 ngày 3 ngày rồi ha. Đó thì cái này cách xử lý nha các bạn ha, các bạn đem cây vô mát. Không tưới gì nữa nha các bạn nha. Ha. Đem cây vô trong mát. Đem cây bỏ vô trong mát trong 400 á. Dưới lưới lan hay mái nhà cũng được, tại vì đó giờ mình đem mình chưng rồi nha các bạn nha. Lúc này mình đem mình chưng rồi ha, các bạn bỏ trong mát và không tưới nước nha các bạn nha. Đặc biệt không tưới nước. Ha, cái mai nếu mà nó chậu nó ướt nhà nè, các bạn có thể cắt nước để trong mát 5-6 ngày không ảnh hưởng gì hết. Nhớ nha, nếu mà nó khô càng tốt. Nếu mà chậu này nó khô á, nếu mà các bạn thấy nó sớm quá vậy mà cái chậu nó còn ướt vậy thì các bạn vẫn để ngoài nắng cho nó khô nước đi ha. Cho nó khô mặt nước nha, khô gắt mặt luôn nha. Không cần độ ẩm nha các bạn nha. Cái này nó kìm được 3-4 ngày không được nhiều đâu nha. Các bạn đem để trong mát cho mình và không tưới nước. Để dưới mái nhà càng tốt nha. Để thường thường lúc đó mình vô mình chân luôn, để dưới mái nhà càng tốt. Còn anh em nào có phòng lạnh thì quá tốt nữa rồi. Mà phòng lạnh thì phù hợp những cái mai mà nó để bàn thôi các bạn. Những cái mai lớn lớn này đem vô phòng lạnh chỗ đâu mà để. Từ khi nhà công ty lớn hay gì đó thì người ta có chỗ ta để, còn mình nhà nhỏ nhỏ làm đâu đâu ra. Cho nên để trong bóng mát mà không tưới nước. Không tưới nước, phải nói là cắt nước hàng hoàn toàn và không tưới một cái gì hết. Không có nước nóng cũng không có nước lạnh một cái gì hết vô nha các bạn nha. Tuyệt đối không nước. Thì các bạn sẽ kìm nó được khoảng 3 ngày 3-4 ngày nữa trễ so với bình thường. Và tối đa các bạn cắt nước nếu để trong mát, cắt nước không quá 5 ngày. Cắt nước cho mình 4 ngày thôi, dù nó nở trễ hay nở sớm gì nữa. Nếu mà nó kìm được bao nhiêu nó kìm, khoảng tối đa 4 ngày thôi. Thì các bạn buộc phải tưới nước lại và tưới vừa thôi, không tưới đậm. Vì anh tưới các bạn tưới để cho nó sống á. Chừng nào mà các bạn cắt nữa, thí dụ như 24 các bạn cắt đi, cắt nước. Thì tới ngày 29-30, tệ nhất là chiều 29 là các bạn phải tưới. 24-29 tối đa 5 ngày đó. Là 29 là các bạn phải tưới nước lại cho nó. Và lưu ý một điều nha, khi các bạn mà tưới nước lại cho nó đó, cái ngày đó nếu mà các bạn cắt 5 ngày mà để nó gắt mặt nó khô quá đó, chỗ nắng nóng á mà không có khí lạnh nắng khô quá, thì các bạn nếu mà để tới 5 ngày thì các bạn khi tưới nước dồn vô nhiều quá nó sẽ rụng bông nha.
nhưng rụng phần nhỏ chứ không nhiều, vẫn còn bông chơi. Thí dụ 10 bông nó rụng khoảng 2 với 3 bông, các bạn cũng còn lại 7 8 bông chơi. Lúc đó các bạn có thể tưới đẫm là bình thường nha. Như ngày 29 thì các bạn tưới nó vừa đủ ướt mặt chậu thôi, vừa đủ ướt cái giá thể trong đó thôi. Qua ngày sáng 30 là các bạn tưới đậm, ướt nhẹp luôn nha. Lúc đó là 30 tưới đậm, tại vì ngày đó là nó cần nước cần đồ để cho nó bung bông nó tươi á các bạn ha. Cũng không có phân trò, cũng không xịt thuốc ra, không thuốc từ sâu nha các bạn nha. Nếu tại vì 20 hai mấy mà đã xịt thuốc từ sâu cho nó một lần rồi, khi mình đem để vô trong mát á là nó cũng sẽ bung bông ra cỡ này rồi. Xui lắm mới bị sâu ăn thôi, chứ 24, 25, 19, 20 á, trước ngày lạc lá mình đã lạc một cử rồi, lúa chiên xanh mình cũng lạc một cử rồi, mình đã tưới một cử rồi, thì xui lắm á thì nó mới 28, 29, 30 gì đó, mấy ngày đó nó sẽ có sâu nữa. Là trường hợp xui lắm á, ít bị lắm nha các bạn nha, nhưng mà vẫn có. Chừng nào có nữa thì 29, 30 các bạn xịt thêm cho nó một cử thuốc sâu nữa, để cho nó ăn được không, nó ăn mấy cái bông này hết nha. Tại vì tới 30 là coi như là qua mùng 1 là 30 là cho nó nở được rồi các bạn. 30 là phải nở lai rai rồi, chứ 30 mà không nở qua mùng 1 nguyên nha. Cho nên các bạn cắt nước chỉ được cắt khoảng 4 ngày hoặc 5 ngày, tối đa không quá 5 ngày nha. Các bạn cắt lâu quá là cái mai các bạn nó đi luôn nha. Cái đó mình nói trước nha, cái này không cẩn thận là nguy. Nếu các bạn cần bông chơi Tết thì các bạn cắt nước kiểu đó. Còn nếu các bạn muốn dưỡng cái mai thì thôi, ôi nó nở nhiều được thì nở. Nở sớm cũng được, nở trễ cũng được, đó là mình cần dưỡng là cái mai của mình cho mình chơi năm sau. À, còn các bạn nếu muốn chơi mà cái dạng tôi cần bông vừa có năm sau vẫn còn chơi thì các bạn cắt nước khoảng 4 ngày 5 ngày. Tại vì mình nói cái cách của mình á, nó cách xử lý nở sớm hay nở trễ á, nó chỉ dao động được khoảng 3 ngày thôi chứ không nhiều đâu các bạn. Dữ lắm hên lắm mới được 4 ngày. Nó có từ 2 tới 4 ngày là nó kìm được cho cái mai nở trễ chút xíu. Nở trễ được khoảng 3 ngày 4 ngày. Đó. Và nở sớm cũng được khoảng 3 4 ngày chứ không có hơn được nữa. Nếu mà nở bông nó nhỏ, ngó nó nhỏ quá, giờ các bạn có xịt cỡ gì đi chăng nữa thì nó cũng không thể nở sớm được trước mình tuần lễ được đâu. Ví dụ như mà khoảng 23, 24 rồi mà bây giờ nó nhỏ vậy không, thì các bạn có xịt cái gì đi chăng nữa, bất cứ cái thứ gì xịt vô chăng nữa nó nở cũng không có kịp đâu nha. Cái đó là mình nói thiệt nha. Nó chỉ được khoảng 3, 4 ngày sớm thôi, sớm hơn khoảng 3, 4 ngày thôi. Có nhiều người thì người ta có cái mai nhỏ nhỏ, người ta hay xử lý nở trễ bằng cách mà người ta bỏ, người ta xong bóng đèn trong cái bọc đó các bạn. Trùm bọc lại cái đó, mai nhỏ thì được chứ các bạn mai lớn là không được đâu nha. Mà xử lý kiểu đó các bạn không kỹ thì cho mai các bạn nó rụm luôn nha. Cái đó nó thiệt, xử lý theo cách của mình thì nó còn mai còn bông chơi mà cũng còn được cái cây mai nó không bị suy. Nó ít suy hơn là cái cây mai mà dạng như các bạn xong bóng đèn đó, nhiều anh em là trễ nhiều quá thì xong bóng đèn nha các bạn. Xong bóng đèn này cho nó nở, mấy cái đó nó mất sức nhiều lắm. Cây mai khi xong xong thì nó yếu, thì bạn vừa bỏ các bạn cái tương tượng thì bản thân mình đi. Nếu như mình mà nó cứ đem bỏ mình trong một cái bọc xong mình trùm kín mít lại, xong mà lấy bóng đèn hơ đốt trong đó cho nóng lên, thì các bạn ở trong đó bao lâu rồi các bạn ra bạn thở không nổi cũng chết, thì cái cây cũng vậy thôi. Nó tức thì nó bung bông, nó bung xong xong qua năm qua Tết thì cây mai của các bạn hiểu rồi đó, 50-50 khả năng sống 50 và khả năng chết cũng 50 hên xui. Những cái mai đó nó mất sức ghê lắm, cho nên chỉ xử lý theo cách của mình là không bao giờ mà cây mai của bạn mất sức, tối đa không quá 5 ngày nha. Cứ như vậy, có tối đa không quá 5 ngày là cây mai các bạn không mất sức, qua Tết vẫn phát triển bình thường, không xử lý thuốc gì nha các bạn nha. Không có thuốc kích bông kích hoài giờ đó đâu nha, cái đó là tôi nói thiệt nha, không có loại nào kích được nó. Chỉ có cái cách này xử lý của tôi là cách đó, là gọi là nhiều năm mình thử rồi thì chỉ có cách đó là nó tốt nhất thôi. Còn phân thuốc thì mình cũng đã từng xử lý thuốc rồi chứ không có, mà xử lý thuốc vô thì nó thì như các bạn qua năm sau cây mai bạn nó chết, nó không chết liền đâu, nó suy từ từ, nó chết từ từ. Cái đó là mình nói thiệt nha. Cho nên chỉ xử lý theo cái kiểu mình, một là nước mưa, hai là cho cái mai nở trễ á. Một là nước mưa, hai là ure, đạm không á, pha loãng hay cho mình. Có nước mưa là tốt nhất, nước mưa thì mình xịt thoải mái không sao. Tại nước rong nước mưa giống nó có đạm loãng lắm các bạn, đạm nhẹ lắm. À, còn nở trễ thì các bạn cắt nước để trong mát, tuyệt đối không tưới nước, tối đa không quá 5 ngày. À, khoảng 4 ngày thì các bạn tưới im cho nó thôi. Nếu mà 4 ngày, 3-4 ngày mà các bạn thấy nó cây mai mình khô quá, mà sợ cây mai mình chết á, muốn dưỡng cái mai mình á thì tưới cho nó dạng như tưới nhỏ giọt thôi các bạn, ít cho nó im cái chậu thôi, chỉ xíu thôi, im vô cái chậu để cho nó mà nó cây mai mình nó phát triển ra. Tại nhiều anh em sợ mà không có chỗ trong mát mà để ngoài nắng á, để ngoài nắng là không có sử dụng cách của mình được nha các bạn nha. Sử dụng bông nở sớm á là ngoài nắng là không xử lý được nha, chỉ trong mát thôi nha. Lưu ý điều đó, ngày nãy quên nói nha, là không thể, cho nên buộc phải để trong mát. Cho nên là cứ 3 ngày 4 ngày anh em mà thấy nóng ruột cây mai quá thì có thể cho nó miếng nước ướt ướt thôi, cái dạng như người mà
yếu, người bị bệnh hay gì đó ngợp đó, thì mà mình cho uống nước hay cho ăn là miếng miếng chút chút thì cây mai cũng vậy, chút chút vậy thôi chứ không cho nhiều, cho nhiều nó bung lẹ lắm nha các bạn, dồn nước cho một phát bông nó bung kỳ nhanh luôn á ha. Để đó là cắt nước không tưới nha. Rồi chỉ thế thôi, này bông cũng nhiều nè, cái này bông chỉ xanh không à, lá giờ các bạn coi tưới cái ly với phỏng rồi, lá vẫn sủ hết rồi nè, giờ lá coi như không còn gì để mất nữa. Như cây này là cũng 18 mình mới lặt lá này nha, chứ không có lặt sớm cây này nha, thấy không? Thôi chỉ có video ngắn chia sẻ với các bạn cái cách xử lý mai nở sớm nhưng mà nở trễ sau khi lặt lá vậy thôi nha các bạn nha. Mình kết thúc clip đây nha, nếu các bạn thấy video hữu ích thì nhớ cho mình một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ, và cũng đừng quên chia sẻ video giúp mình nha, và hãy bấm vào chiếc chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo những video mới nhất trên kênh của mình nha các bạn nha. Dừa nha. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!